Xin chào mọi người. Nãy đưa Giang đi học xong á, bây giờ mình đi cắt rau nè. Bữa nay là tính đổ bánh xèo ăn nè. Có hai mẹ con ở nhà thôi, kệ. Đổ bánh xèo ăn, kệ. Rau của mình để lâu quá không ăn á, nó già hết trơn rồi nè. Có mình mà nè, làm biến ăn rau sống á, để nó biến là dễ già hết rồi. Rau giết cá nhiều lắm luôn á, mà mình ăn có hết đâu mà cắt. Giờ nó ra quá trời luôn, cắt bớt luôn cho nó lên cái khác đi. Hai bé trái ớt nữa mình làm nước mắm luôn nè mọi người. Cái ớt này nó cao hơn mình luôn á, bên trong có một cây à, mà chim nó cũng ăn ớt nữa nha. Mình ăn không hết á, để nó trên cây, chim nó lợn nó rỉa nó ăn luôn á, quá trời chín luôn. Có mình ăn ớt hà, chồng mình nó cũng hơn cay mấy. Giờ nó chín quá trời đỏ vậy nè, ăn sao hết. Thấy như đây là đủ làm nước mắm rồi đó. À, bạn. Ớt ini ule makan ha. Ada check up. Ini. Ini. Boleh. Saya. Bucuk. Ya. Ini kan. Ya. Thank you. Terlalu banyak. Ya. Thank you abang. Rau nhái quá trời luôn nè. Mình mới mớ rau nhái. Hỏi ổng ăn được không, sợ ổng xịt thuốc hết. Hay ổng giác cái bình xịt thuốc à. Có mình ăn cũng hái không có nhiều mấy đâu. Hái hết này là ăn không hết luôn á. Ăn ra được rồi. Rồi trời ơi, cái mít của mình. Ôi rồi bị con, trời ơi nè, mọi người coi dấu chân nè. Mọi người biết con gì không? Con heo rừng á, heo rừng đó, nó phá đó. Chờ chồng cái mít chưa được một tháng nó đã đánh bành rồi, gãi mẹ nhánh rồi. Rồi cái mảng cầu của mình cũng tôi luôn rồi, nó gãi sát nhiếp vậy luôn, trời ơi. Ở đây còn heo rừng nè mọi người. Còn hôm bữa ông anh hồi nãy ông nói là ông thấy ba con lận, nó chạy ra đây nó phá, mà không biết ở đâu nó chạy lại luôn á. Ông kêu người bắt rồi mà người ta rình người ta bắt không được luôn. Trời ơi, công tình mình chồng. Mới cũng may, cũng may là cây đu đủ mình không sao, cây sam bơ ok của mình không sao. Trời ơi, ghê quá. Tiếc, mình công tình mình trồng hai cây mà giờ bị như vậy á. Cây bơ của mình bữa trồng bây giờ thấy nó cao lên được miếng nữa ha. Buồn quá. Ở đây có cây lá cắt nữa nè mọi người. Dạ, mình quăng nó xuống mình thấy lá cách luôn. Ây dạ. Ở đây còn cây rừng nhiều lắm đó mọi người, mình thấy nó còn nhiều hơn ở Việt Nam nữa. Việt Nam mình là đất chặt người đông rồi, bên đây mình thấy còn rừng nhiều lắm luôn. Công viên mình vứt lá lớp nè mọi người. Lá lớp này nó tự lên á, nhiều lắm luôn. Chạy lại đây thở hổn hển luôn á. Ghen không? Rủ con dao nó đi, nó không chịu đi.
sợ để đi lâu á, về nhà khóc. Nên lật lật chạy, chạy cho nhanh. Lên quá trời luôn nè. Vậy là mình được một lỗ rau bánh xèo rồi đó. Có đủ loại cá luôn nha. Được một nắm mình nè. Hai mẹ con là ăn dư sức. Giờ mình đi về thôi. Đi chưa được khúc nữa mà khóc quá trời. Trời ơi, tóc mẹ còn con rồi mà. Mẹ còn tóc rồi sao kìa vậy? Đi chưa được khúc nữa khóc quá trời. Bây giờ thì mình chuẩn bị chiên bánh xèo thôi mọi người. Cái tô bột của mình nè, mình chiên với tên, với giá. Vậy thôi đó, nhà có gì làm đó. Bây giờ mình bắt đầu chiên. Bánh xèo của mình xong rồi đây, một dĩa luôn. Làm cái đậu trời nó xấu toàn canh luôn, mấy cái sao còn vớt vát được ha. Trên nước mắm của mình đây, một dĩa rau để mình đi hái dạo đó các bạn, cũng được một dĩa rau ha. Bây giờ mình ăn thôi. Mời mọi người ăn chung bánh xèo với hai mẹ con mình nha, chiên từ sáng giờ luôn á. Ui, cho mình ăn bắp nha mọi người. Xé một miếng bánh xèo, chiên cái đậu nó xấu, trời ơi nó xấu tàn canh luôn, lá cách nè, lá lớp nè, dắp cá nè. Nhà còn rau gì ăn rau đó nha. Rau nhái nãy bức của ông Hà Băng nè. Ủa thằng của mẹ hả? Mẹ con ăn con tôm nè. Mình chiên theo kiểu giống của người miền Trung á. Bánh xèo miền Tây mà nhưng giống miền Trung rồi đó. Đó, bỏ bánh xèo vô, bỏ miếng giá vô. Mình mua bịch bột bánh xèo lâu lắm rồi đó, tới nay mới chiên. Chấm nước mắm, nước mắm này thiếu cà rốt với củ cải trắng ha. Có hai cái đó bỏ vô nữa. Đúng không? Bây giờ nó tùm lum mùi hết. Mùi thơm của cái lát cách mình nghe là như nằm nhất luôn á. Kế là cái mùi đã tinh nhái, kế là lá lốt, và cuối cùng là cái mùi rau chấp cá. Cái ngò quế thì làm cái ngò rí này thì nghe dịu dịu xíu à. Thôi bây giờ kết thúc video tại đây rồi. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye.